Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Nga tập kích cơ sở năng lực Ukraine, ông Putin báo tin mừng. UAV Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. 11 máy bay của Nga đồng loạt cất cánh, rộ tin F-16 của Ukraine bị tấn công. Vì sao tình báo phương Tây để mắt tới ông chủ Telegram? Ngay bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận quân đội nước này đã tấn công vào nhiều cơ sở năng lượng của Ukraine. Cũng theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, một cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác cao vào Ukraine đã được thực hiện từ các phương tiện trên không và trên biển, cũng như máy bay không người lái. Hầu hết các mục tiêu đều là cơ sở năng lượng phục vụ tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Tuyên bố cho biết, tất cả các mục tiêu đều bị tên lửa đánh trúng. Tuyên bố của phía Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này bị tập kích tên lửa và máy bay không người lái lớn nhất trong vài tháng trở lại gần đây. Cuộc tấn công cũng gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng ở Ukraine. Theo Tổng thống Zelensky, cuộc tấn công diễn ra gần như đồng thời trên khắp Ukraine và phía Nga đã sử dụng hơn 100 tên lửa và UAV. Trước tình hình trên, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói cuộc tấn công của Nga đã dẫn đến thương vong và thiệt hại cho dân thường, cũng như thiệt hại cho các cơ sở năng lượng của Ukraine. Ông Kuleba cho biết thêm, có hai quyết định cụ thể mà các đối tác của chúng ta có thể đưa ra để giúp chúng ta chấm dứt cuộc tấn công của Nga sớm hơn. Đầu tiên, cho phép các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào tất cả các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ Nga. Thứ hai, cho phép sử dụng hệ thống phòng không của các đối tác để bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái gần không phận của họ. Nhà ngoại giao Nga kêu gọi, không có quyết định nào trong số này là gia tăng. Ngược lại, chúng sẽ ngăn chặn Nga và số lượng các cuộc tấn công của Nga, cũng như thương vong do hậu quả của các cuộc tấn công. Hãy hành động ngay bây giờ, không phải sau này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đưa ra lời kêu gọi tới các đối tác phương Tây để tăng cường hỗ trợ cho Kiev, sau khi ông cáo buộc Nga tiến hành một trong những cuộc tấn công quy mô lớn nhất, một cuộc tấn công kết hợp với hơn 100 tên lửa các loại và khoảng 100 máy bay không người lái Shahed. Trong diễn biến có liên quan, tại cuộc họp về các vấn đề kinh tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết GDP của Nga trong 6 tháng đầu năm 2024 tăng 4,6%. Theo Tổng thống Putin, kinh tế Nga tiếp tục tăng trưởng với tốc độ tốt. Các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đều tăng trưởng tốt và nhìn thấy triển vọng phát triển trong thời gian tới. Tổng mức bán lẻ hàng hóa 6 tháng đầu năm 2024 tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2023. Sự tăng trưởng của nền kinh tế tác động tích cực đến thu ngân sách Liên bang Nga. Trong 7 tháng đầu năm 2024, thu ngân sách đạt gần 20.000 tỷ rúp, tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, gần 2/3 ngân sách thu được không phải từ dầu mỏ và khí đốt. Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh, để kinh tế Nga phát triển hơn trong thời gian tới, cần tập trung củng cố cơ sở hạ tầng, phát triển nền tảng kỹ thuật số để hỗ trợ hoạt động kinh doanh, hiện đại hóa công nghiệp và thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp mới, tạo nhiều việc làm và tăng cường đào tạo nhân sự. Truyền thông Ukraine mới đây cho biết, 11 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga đã đồng loạt cất cánh từ nhiều sân bay khác nhau trên lãnh thổ Liên bang Nga. Không quân Ukraine trong một bài viết trên Telegram cảnh báo, hoạt động của 11 máy bay Tu-95MS đã được ghi nhận trên không phận Nga. Báo cáo ban đầu cho biết, 6 máy bay Tu-95MS cất cánh từ sân bay Olenia, 4 máy bay khác từ sân bay Angel và 1 máy bay từ sân bay Diaghilevo. Không quân Ukraine yêu cầu người dân theo dõi các thông báo liên quan đến cảnh báo trên không, do có thể xảy ra một cuộc tấn công tên lửa. Không quân Ukraine tiếp tục thông báo, không quân Nga đã phóng tên lửa vào lãnh thổ Ukraine. Theo đó, 6 máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 đã cất cánh ở Nga. Thị trưởng Kiev, ông Vitaly Klitschko xác nhận đã xảy ra tình trạng mất điện ở một số quận của thủ đô, sau đó nói thêm rằng nguồn cung cấp nước trong thành phố đã gặp vấn đề. Ông Ruslan Kravchenko, quan chức chính quyền Kiev cho biết các cơ sở hạ tầng tại Kiev đã bị tấn công, đồng thời thông báo chính quyền đang thiết lập các trạm cộng đồng, cung cấp các điểm sạc điện thoại và truy cập Internet cho cư dân bị ảnh hưởng do tình trạng mất điện. DTEC, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine tuyên bố lệnh cắt điện khẩn cấp đã được áp dụng trên khắp Ukraine. Người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine, Andriy Yermak, cảnh báo trong một bài đăng trên Telegram, mong muốn phá hủy ngành năng lượng của chúng ta sẽ khiến Nga phải trả giá đắt cho cơ sở hạ tầng của họ. Thị trưởng thành phố Igor Terekhov xác nhận nhiều tiếng nổ cũng được nghe thấy ở Kharkov. Ngoài ra, các vụ nổ cũng được báo cáo ở Odessa, Vinnytsia, Zaporizhia, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytsky, Kropyvnytsky và Kryvyi, cũng như ở các tỉnh Lviv, Rivne và Ivano-Frankivsk. Trong diễn biến có liên quan, ông Sergei Lebedev thuộc lực lượng ngầm ủng hộ Nga cho biết trên Telegram, máy bay chiến đấu F-16 mà phương Tây viện trợ cho Kiev có thể đã bị tấn công. Ông Lebedev viết, không chỉ có các cơ sở năng lượng bị tấn công, mà các thùng nhiên liệu và một nhà chứa máy bay ở thành phố Ivano-Frankivsk, phía tây Ukraine, cũng đã bị nhắm trúng. Theo lực lượng ngầm ủng hộ Nga, 2 chiếc máy bay F-16 được cất giữ ở đó. Ukraine đã nhận 10 máy bay chiến đấu F-16 trong tổng số 79 chiếc mà phương Tây cam kết cung cấp cho Kiev. Dự kiến vào cuối năm nay, Ukraine sẽ nhận thêm 10 chiếc nữa, nâng tổng số máy bay F-16 mà nước này sở hữu lên đến 20 chiếc. Nga nói đã chặn đứng nhiều cuộc tấn công của Ukraine ở tỉnh Kursk, đồng thời tập kích hàng chục địa điểm ở vùng này và tỉnh Sumy của Ukraine ở bên kia biên giới. Quân đội Nga được cho là đang tái triển khai lực lượng từ các khu vực tiền tuyến có mức độ ưu tiên thấp hơn ở Ukraine đến tuyến liên lạc ở tỉnh Kursk, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW. Nguồn tin từ ISW cho biết thêm, đặc biệt, các quân nhân trước đây từng đóng tại các mặt trận Kharkov và Siversk, cũng như khu vực Chasiv-Yar đã được phát hiện ở đây. ISW cũng đã ghi nhận việc triển khai các đơn vị từ Lữ đoàn Bộ binh Hải quân 810, Lữ đoàn Bộ binh Hải quân 155 và Lữ đoàn Đổ bộ Cận vệ 11 của Nga đến vùng Kursk. Ngoài ra, có bằng chứng cho thấy giới lãnh đạo quân đội Nga gần đây đã chuyển các thành phần của Trung đoàn tấn công đường không Cận vệ 56 từ mặt trận Rabotino ở phía tây tỉnh Zaporizhia đến Kursk. Bên cạnh phòng thủ, không quân, pháo binh, bộ binh Nga cũng hiệp đồng tấn công Lữ đoàn cơ giới số 115 và 22, Lữ đoàn xung kích đường không số 82 và một Lữ đoàn hỗ trợ và Lữ đoàn cảnh vệ Ukraine ở ít nhất 12 địa điểm khác nhau tại tỉnh Kursk. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đang tìm cách xác định vị trí và xóa sổ các đơn vị Ukraine ẩn náu trong các khu rừng khi lực lượng này tìm cách xâm nhập sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã cung cấp thêm tên lửa và pháo cho các lực lượng Nga được triển khai tại Kursk. Nga cũng điều lực lượng tiếp viện tới điểm nóng biên giới để đẩy lùi đà tiến công của Ukraine. Ngoài ra, Điện Kremlin tuyên bố Nga sẽ có đáp trả về việc Ukraine xâm nhập vùng Kursk, đồng thời khẳng định ý tưởng cho việc đàm phán lệnh ngừng bắn đối với Kiev là không còn thích hợp. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời báo giới rằng những hành vi thù địch như vậy không thể tiếp diễn mà không có phản ứng thích đáng. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine, ông Dmytro Kuleba cho biết, sau cuộc tấn công quy mô lớn của Nga, rằng các đối tác của Ukraine có thể giúp chấm dứt việc tấn công của Nga bằng cách đưa ra 2 quyết định. Viết trên X, ông Kuleba cho biết, thứ nhất, khẳng định quyền của Ukraine tấn công tầm xa vào tất cả các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ Nga. Thứ hai, đồng ý sử dụng khả năng phòng không của các đối tác để bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái gần không phận của họ. Ông Kuleba nhấn mạnh rằng không quyết định nào trong số này sẽ dẫn đến việc gia tăng xung đột. Ngược lại, chúng sẽ làm Nga e ngại, giúp giảm bớt việc tấn công và số lượng các cuộc tấn công của Nga, giảm bớt thương vong do tấn công. Ông nói thêm, hãy hành động ngay bây giờ, không phải sau đó. Hãy giúp chúng tôi cứu sống con người. Mới đây, quân đội Ukraine cáo buộc Nga đã triển khai một loạt tên lửa và máy bay không người lái tấn công khắp lãnh thổ Ukraine. Các vụ tập kích bắt đầu vào khoảng nửa đêm và tiếp tục sau khi trời sáng. Không quân Ukraine cho biết nhiều nhóm máy bay không người lái của Nga đã di chuyển về phía đông, phía bắc, phía nam và vùng trung tâm Ukraine. Tiếp sau đó là loạt tấn công bằng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Có rất nhiều tiếng nổ lớn ở thủ đô Kiev. Không quân Ukraine cho hay Nga đã sử dụng 127 tên lửa và 109 UAV để nhắm vào các mục tiêu trên khắp Ukraine. Trong số này có 3 tên lửa đạn đạo Kinza KH-47M2, 6 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 77 tên lửa hành trình KH-101 phóng từ máy bay Tu-95MS, 28 tên lửa hành trình Kalib, 3 tên lửa hành trình KH-22, 10 tên lửa dẫn đường KH-59, KH-69 và 109 UAV loại Shahed 131-136. Đây là cuộc tập kích lớn nhất từ trước đến nay của Nga nhằm vào Ukraine kể từ khi xung đột giữa hai nước bùng nổ. Đáng chú ý, Moscow đã sử dụng hỗn hợp cùng lúc nhiều loại vũ khí, bao gồm cả UAV, tên lửa phóng từ mặt đất, trên biển và trên không. Theo Thủ tướng Ukraine, Denis Mihan, vụ tấn công ảnh hưởng đến tổng cộng 15 tỉnh ở Ukraine, khiến hàng chục người thương vong. Ông cũng nhấn mạnh, để ngăn chặn được các vụ tấn công tương tự, Ukraine cần phá hủy các công cụ phóng tên lửa của Nga. Để làm được điều đó, Kiev cần vũ khí tầm xa và các đối tác cần cho phép Kiev sử dụng những vũ khí đó để tấn công mục tiêu ở Nga. Lệnh trừng phạt chống Nga sẽ được Mỹ mở rộng đáng kể sang cả những đối tác mới của Moscow. Các quan chức chính quyền Mỹ đang cảnh báo những quốc gia giao dịch với Nga về nguy cơ trở thành đối tượng hứng chịu các lệnh trừng phạt tiếp theo. Theo thông báo, lệnh trừng phạt thứ cấp từ Mỹ sẽ được đưa ra nếu một quốc gia nào đó cho phép các ngân hàng Nga mở chi nhánh tại địa phương để cấp vốn cho các công ty của Moscow. Động thái trên của Bộ Tài chính Mỹ nhằm mục đích chấm dứt các lối tắt mà Nga sử dụng để tránh lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt. Đặc biệt, tờ Financial Times FT nói rõ, bước đi mới nhất nhằm ngăn chặn những cách thức ẩn giấu để thanh toán cho những hàng hóa lưỡng dụng có thể sử dụng cho việc chế tạo vũ khí công nghệ cao. Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, ông Wally Adeyemo phát biểu trên tờ FT rằng Washington đã sẵn sàng cấm vận bất kỳ quốc gia nào cho phép ngân hàng Nga mở chi nhánh để lách các lệnh trừng phạt của phương Tây, ngay cả khi bản thân tổ chức tín dụng đó không bị trừng phạt. Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt toàn diện đối với gần 400 cá nhân và 60 công ty liên quan đến kế hoạch quân sự của Nga tại Ukraine. Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Wally Adeyemo nêu rõ, Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục thực hiện các cam kết do Tổng thống Joe Biden và những người đồng cấp của ông tại nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đưa ra nhằm phá vỡ chuỗi cung ứng cơ sở công nghiệp, quốc phòng và các kênh thanh toán của Nga. Lệnh trừng phạt được mở rộng sang các cá nhân và thực thể ở châu Á, châu Âu và Trung Đông. Theo đó, Mỹ đã nhắm mục tiêu vào các mạng lưới xuyên quốc gia được cho là tham gia hoạt động mua sắm đạn dược và các vật tư khác cho Nga hoặc hỗ trợ các nhà tài phiệt Nga lách các lệnh trừng phạt. Thứ trưởng Tài chính Mỹ Wally Adeyemo cho biết các công ty, tổ chức tài chính và chính phủ khắp thế giới cần đảm bảo rằng họ không ủng hộ chuỗi cung ứng công nghiệp quân sự của Nga. Bộ Tài chính Mỹ cho biết có khoảng 10 mạng lưới riêng biệt gồm hơn 100 cá nhân và tổ chức ở 16 khu vực pháp lý, gồm cả Trung Quốc, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bị cáo buộc có quan hệ với ngành công nghiệp quân sự Nga. Theo nhận xét từ các chuyên gia kinh tế quốc tế, đây là biện pháp mới nhất do Mỹ ban hành trong một loạt thay đổi về quy tắc nhằm ngăn chặn việc nhập khẩu hàng hóa quân sự nhạy cảm của Nga. Bước đi nói trên khiến nhiều ngân hàng thương mại trên toàn thế giới cần phải đặc biệt cảnh giác khi tham gia tài trợ vốn cho những hoạt động thương mại đáng ngờ. Thứ trưởng Tài chính Adeyemo nói thêm, chính quyền Mỹ đang chuyển trọng tâm chú ý sang các ngân hàng nhỏ hơn trên khắp thế giới để sẵn sàng có những động thái kịp thời. Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm ATACMS tiết lộ, trong 24 giờ qua, đặc nhiệm của nước này đã phá hủy 2 xe chiến đấu bộ binh, 5 xe bọc thép và 1 xe tăng của Ukraine ở mặt trận Kursk. Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm ATACMS, Thiếu tướng Apti Alaudinov cho biết, các binh sĩ của chúng tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong một ngày, lực lượng đặc nhiệm ATACMS phối hợp với Lữ đoàn 2 đã phá hủy xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép và xe tăng AMR. Ngoài ra, có các phương tiện cơ giới khác cũng bị lực lượng Nga phá hủy ở tỉnh Kursk. Theo Thiếu tướng Apti Alaudinov, trong 24 giờ qua, các binh sĩ nước này cũng phá hủy 1 khẩu súng cối và 1 khẩu pháo của quân đội Ukraine ở Kursk. Ông lưu ý rằng đà tiến công của lực lượng Ukraine đã bị chặn đứng và gánh chịu thiệt hại nặng nề ở mặt trận này. Ông nói thêm, đối phương đã nỗ lực tiến lên nhưng vô ích. Chúng tôi đã triển khai hoạt động quân sự ở nhiều khu vực để chặn đà tấn công của Ukraine và giải phóng một số khu định cư. Tôi tin rằng hoạt động này sẽ tiến triển từng ngày. Trước đó, ông Apti Alaudinov cho biết quân đội Nga đã phá hủy 1 xe tăng Abrams của Ukraine tại vùng biên giới Kursk. Theo phía Nga, đây là một dấu mốc quan trọng vì trước đó không có thông tin nào về việc lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng xe tăng Mỹ trong các hoạt động chiến đấu. Ông Apti Alaudinov nêu rõ, đến thời điểm hiện tại, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Đối phương không có hoạt động chiến đấu tích cực nào. Chúng tôi đã phá hủy khoảng 10 thiết bị, trong đó có 1 xe bán tải và 1 xe tăng Abrams của Ukraine. Theo ông Alaudinov, xe tăng M1A1 Abrams đã bị phá hủy trong một cuộc đụng độ giữa các đơn vị quân đội của Nga và Ukraine. Ông Alaudinov nhấn mạnh rằng thành công này là do sự phối hợp ăn ý của các lực lượng Nga và việc sử dụng các loại vũ khí hiện đại có thể chống lại công nghệ phương Tây một cách hiệu quả. Sự xuất hiện của xe tăng do Mỹ sản xuất trên chiến trường ở biên giới Nga-Ukraine cho thấy một giai đoạn mới trong quá trình gia tăng xung đột. Xe tăng M1A1 Abrams là một trong những mẫu xe bọc thép mạnh mẽ và tiên tiến nhất đang được quân đội các nước NATO sử dụng. Máy bay vận tải AN-124 Ruslan của Ukraine đang được các quốc gia NATO tin dùng cho những nhiệm vụ đặc biệt. Máy bay vận tải hạng nặng AN-124 Ruslan của Ukraine thuộc sở hữu của hãng hàng không Antonov Airlines đã tham gia đưa các hệ thống tên lửa chống hạm ven biển của Ba Lan tới Iceland. Tại đây, quân đội Ba Lan sẽ tham gia cuộc tập trận quốc tế Northern Viking 2024. Căn cứ vào những bức ảnh do Hải quân Ba Lan công bố, máy bay Ukraine mang theo một bệ phóng tự hành và một trạm chỉ huy di động. Đối với cuộc tập trận thường niên của Liên minh quân sự NATO diễn ra ở Iceland, quân đội của các nước đồng minh sẽ thực hành kiểm tra tương tác giữa các lực lượng và phương tiện khác nhau có liên quan. Ba Lan đã nhiều lần điều động các hệ thống tên lửa chống hạm, cơ sở là tên lửa tấn công hải quân NSM do Na Uy sản xuất tới các quốc gia châu Âu trong khuôn khổ huấn luyện quốc tế với đồng minh. Để làm được điều này, họ đã sử dụng tàu thủy và bây giờ là dịch vụ thuê máy bay vận tải hạng nặng AN-124 Ruslan từ hãng hàng không Antonov Airlines. Đây là phương tiện đáp ứng các yêu cầu chiến thuật. Hiện nay, Ukraine là nước có phi đội máy bay vận tải AN-124 Ruslan khá lớn. Các phi cơ đang ở trong tình trạng kỹ thuật tốt. Thậm chí, quy mô phi đội trên của Antonov Airlines còn mở rộng khi được nhận thêm một số chiếc AN-124 mà NATO bắt giữ của Nga. Trước đó, Nga kích hoạt máy bay vận tải AN-124 sau gần 25 năm loại biên. Truyền thông Nga đưa tin, một máy bay vận tải hạng nặng Antonov AN-124 Ruslan đã được chuyển đến cơ sở sửa chữa máy bay Aviastar tại sân bay Ulyanovsk, Vostochny để phục hồi và hiện đại hóa nhằm đưa nó trở lại tình trạng có thể sử dụng được. Các nhà quan sát quân sự đánh giá rằng quá trình đưa chiếc AN-124 trở lại trạng thái hoạt động đòi hỏi những nỗ lực đáng kể về hậu cần và kỹ thuật do kích thước của máy bay khá lớn và đã ngừng hoạt động trong một khoảng thời gian dài. Dự án khôi phục không chỉ tập trung vào kỹ thuật để làm cho máy bay có thể bay trở lại mà còn xem xét các khía cạnh liên quan đến vai trò hoạt động trong tương lai và các ứng dụng tiềm năng của nó trong lĩnh vực quân sự cũng như thương mại. Quyết định đại tu chiếc Antonov AN-124 sau gần 25 năm loại biên phù hợp với nhu cầu hoạt động của quân đội Nga trong bối cảnh những thách thức về trang thiết bị quân sự và hậu cần hiện nay của nước này. AN-124 do phòng thiết kế Antonov phát triển được biết đến với khả năng chở hàng, khiến nó trở thành máy bay vận tải quân sự lớn nhất trong hàng chục năm. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW đã ghi nhận việc triển khai các đơn vị từ Lữ đoàn Bộ binh Hải quân số 810, Lữ đoàn Bộ binh Hải quân số 155 và Lữ đoàn Đổ bộ Cận vệ số 11 của Nga đến vùng Kursk. Ngoài ra, có bằng chứng cho thấy lãnh đạo quân đội Nga gần đây đã chuyển một số đơn vị của Trung đoàn Đổ bộ Cận vệ số 56 từ mặt trận Rabotino ở phía tây vùng Zaporizhia đến vùng Kursk. Mặc dù ISW chưa quan sát thấy các báo cáo xác nhận sự hiện diện của Trung đoàn Đổ bộ Cận vệ số 51 trong các hoạt động chiến đấu tại vùng Kursk, nhưng sự có mặt của họ phần nào được thể hiện qua cuộc họp báo của chỉ huy trung đoàn này với ông Putin cùng các chỉ huy của các đơn vị khác mới được chuyển đến khu vực. Ngoài ra, cũng đã có thông tin về sự dịch chuyển của các đơn vị Nga từ Kharkov và Chasiv-Yar. Quân đội Nga dường như phải đối mặt với áp lực để tránh chuyển lực lượng khỏi các mặt trận chính nhằm chiếm thị trấn Pokrovsk ở vùng Donetsk. Do đó, có khả năng Nga sẽ tiếp tục chuyển các lực lượng từ các chiến dịch ít ưu tiên hơn ở các khu vực khác để tăng cường phòng thủ tại vùng Kursk. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga vừa qua thông báo, theo yêu cầu của trụ sở tác chiến khu vực Kursk, vũ khí tên lửa và pháo binh bổ sung đã được cung cấp cho nhóm quân đội Nga đang tiến hành chiến dịch tiêu diệt đội hình của lực lượng vũ trang Ukraine xâm nhập vùng lãnh thổ này của Nga. Theo thông báo, tổng cộng nhóm tác chiến của Hội đồng Điều phối Bộ Quốc phòng nhằm đảm bảo an ninh các vùng lãnh thổ biên giới đã nhận được 45 yêu cầu từ trụ sở tác chiến dưới quyền thống đốc các vùng Kursk, Belgorod và Bryansk. Thông báo của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga nhấn mạnh tất cả các yêu cầu sẽ được Hội đồng Điều phối Bộ Quốc phòng xử lý trong vòng 24 giờ và nếu không thể giải quyết được thì phải báo cáo ngay lập tức cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Andrei Belousov. Trong diễn biến đáng chú ý, một vị tướng đến từ Belarus đã tuyên bố rằng người dân nước này sẽ sẵn sàng cầm vũ khí nếu quân đội Ukraine tấn công nước này. Quan điểm của ông Viktor Tuma, Phó Tổng tham mưu trưởng Belarus, được đưa ra sau bình luận tuần trước của Tổng thống Alexander Lukashenko rằng 1/3 quân đội Belarus đã được triển khai tới biên giới với Ukraine do có 120.000 binh sĩ Ukraine hiện diện tại đó. Belarus giáp với cả Nga và Ukraine. Không có bằng chứng nào cho thấy quân đội Ukraine có kế hoạch tiến vào Belarus. Các cuộc thăm dò ý kiến công chúng trong số người dân Belarus cho thấy họ phần lớn phản đối sự tham gia của đất nước này vào cuộc chiến và việc Nga sử dụng lãnh thổ của họ. Tuy nhiên, các nhóm du kích ủng hộ Ukraine đã nổi lên ở Belarus và được cho là đứng sau các cuộc tấn công phá hoại, chẳng hạn như trên đường sắt, nhằm mục đích hạn chế sự tấn công của Nga. Trong khi đó, có nhiều đồn đoán về mục tiêu của cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk. Đây là lần đầu tiên nước này xâm phạm lãnh thổ nước ngoài kể từ khi xung đột bắt đầu. Báo Mỹ The Washington Post dường như thất vọng về phản ứng của Nga sau khi Ukraine tấn công xâm nhập qua biên giới sâu vào lãnh thổ Nga ở Kursk. Tờ Washington Post viết, cuộc xâm nhập nhanh chóng của Kiev và Kursk ở Tây Bắc nước Nga trong tháng này đã chọc thủng ranh giới đỏ đậm nhất, một cuộc tấn công trực tiếp vào Nga. Nhưng phản ứng của ông Putin cho đến nay đã gây ấn tượng là thụ động và im ắng, tương phản rõ rệt với những tuyên bố của ông trước đó trong cuộc xung đột. Vào những ngày đầu xung đột nổ ra cuối tháng 2 năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng bất kỳ quốc gia nào cản trở Nga sẽ đối mặt với những hậu quả mà bạn chưa từng thấy trong toàn bộ lịch sử của mình. Một mối đe dọa dường như nhắm vào các quốc gia cung cấp vũ khí cho Ukraine. Theo ông, nếu sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga bị đe dọa, chúng tôi chắc chắn sẽ sử dụng mọi biện pháp có thể để bảo vệ Nga và người dân của chúng tôi. Đó không phải là nói suông. Một vài tháng sau đó, vào tháng 9 năm 2022, nhà lãnh đạo Nga tiếp tục khẳng định người dân Nga có thể chắc chắn rằng sự toàn vẹn lãnh thổ, nền độc lập và tự do của chúng tôi sẽ được đảm bảo. Tôi nhấn mạnh điều này một lần nữa, với mọi phương tiện mà chúng ta có, rõ ràng ám chỉ đến vũ khí hạt nhân của Nga. Song báo này cho rằng cú đánh của Ukraine và các phòng tuyến của Nga trong cuộc tấn công nước ngoài đầu tiên kể từ chiến tranh thế giới thứ hai đã phơi bày những điểm yếu quân sự của Nga và làm lộ rõ những đường đỏ dường như chỉ là ảo tưởng của Moscow. Hiện nay, một số người một lần nữa đặt câu hỏi về trọng tâm chiến lược Ukraine của Mỹ. Việc Washington cung cấp cho Kiev vũ khí một cách chậm rãi với sự cân nhắc kỹ lưỡng để tránh gia tăng căng thẳng với Nga bị một số người chỉ trích là làm tiêu tan cơ hội của Kiev trong việc đẩy lùi các lực lượng của Moscow và dẫn đến một cuộc xung đột tiêu hao thương vong lớn. Cần lưu ý rằng Ukraine đã nhiều lần vượt qua các ranh giới đỏ tưởng tượng của Moscow. Cụ thể, việc đánh chìm tàu chiến Moscow của Nga, vụ nổ trên cầu Crimea vào năm 2022, các cuộc tấn công bằng drone vào Điện Kremlin và Moscow vào năm 2023, việc sát hại các tuyên truyền viên trên lãnh thổ Nga và các cuộc tấn công vào các căn cứ không quân chiến lược của Nga. Ngoài ra, việc sử dụng thiết bị phương Tây của các lực lượng Ukraine cũng từng là một ranh giới đỏ. Nhiều nhà phân tích tin rằng chính sách của Mỹ về hỗ trợ quân sự cho Ukraine lẽ ra nên là một ví dụ sáng chói, nhưng nó vẫn giữ sự e dè. Một học giả Nga giấu tên, người đã yêu cầu giấu tên và có mối quan hệ gần gũi với các nhà ngoại giao cao cấp của Moscow cho biết rằng lãnh đạo Nga coi việc sử dụng vũ khí của Mỹ và phương Tây sâu trong lãnh thổ Nga rất nghiêm túc, nhưng không rõ liệu đã có quyết định nào về cách phản ứng hay chưa. Ukraine cho rằng Nga đang cố gắng giảm nhẹ tầm quan trọng của cuộc tấn công ở Kursk, cũng như những thất bại trong việc chỉ huy của họ. Tờ Kiev Independent đưa tin hàng loạt tiếng nổ lớn đã vang lên ở thủ đô Kiev và các thành phố khác trên khắp lãnh thổ Ukraine khi Nga phát động một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn. Kyiv Post cho biết đây có thể là cuộc tấn công tên lửa lớn nhất do Nga phát động kể từ khi xung đột bùng nổ. Theo phóng viên của tờ Kiev Independent, còi báo động không kích đã vang lên trên khắp lãnh thổ Ukraine. Tiếng nổ đầu tiên được ghi nhận vào lúc 8 giờ 30 phút sáng 26 tháng 8. Vài phút sau, thêm một loạt tiếng nổ khác vang lên. Tới 9 giờ sáng, nhiều tiếng nổ tiếp tục được ghi nhận ngay sau khi không quân Ukraine thông báo tiêm kích MiG-31 của Nga với tên lửa Kinza đã xuất kích. Ngoài thủ đô Kiev, nhiều tiếng nổ còn được ghi nhận ở Kharkov, Odessa, Vinnytsia, Zaporizhia, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytsky, Kropivnitsky thuộc tỉnh Kirovograd và Kryvyi, cũng như ở các tỉnh Lviv, Rivne và Ivano-Frankivsk. Chính quyền tỉnh Lviv ở miền Tây Ukraine cho biết các cơ sở hạ tầng năng lượng tại địa phương đã hứng đòn, dẫn đến tình trạng mất điện một phần ở thủ phủ Lviv và khu vực lân cận. Theo cập nhật của tờ Kiev Post, vào lúc 15 giờ 32 phút theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Ukraine Denis Mihan thông báo có tổng cộng 15 vùng lãnh thổ của Ukraine, tính cả thủ đô Kiev, đã trở thành mục tiêu của Nga trong đợt tấn công này. Ông cũng nhấn mạnh rằng một số vùng đã bị thiệt hại. Đáng lưu ý, ngoài các tiêm kích MiG-31, Không quân Ukraine đã báo cáo về hoạt động của 11 máy bay ném bom Nga, cùng lượng lớn máy bay không người lái cảm tử kamikaze đã hướng đến các thành phố trên khắp Ukraine. Nhiều tên lửa thuộc các loại khác nhau đã được phóng đi. Hàng nghìn người đã đổ về các nhà ga tàu điện ngầm ở thủ đô Kiev để trú ẩn trong lúc Nga phát động tấn công tên lửa. Mục tiêu chính của Nga dường như là các cơ sở năng lượng. Nga và Ukraine thường xuyên tập kích tầm xa vào lãnh thổ đối phương kể từ đầu xung đột. Kiev đã nhiều lần kêu gọi các đối tác phương Tây cung cấp thêm hệ thống phòng không để giúp nước này đối phó với các đòn đánh từ xa của Moscow. Các cuộc tập kích diễn ra khi giao tranh trên bộ giữa hai bên vẫn đang diễn ra ác liệt, bao gồm tại tỉnh Kursk của Nga. Trong tình hình đó, Bộ Tư lệnh Tác chiến Quân đội Ba Lan cho biết tiêm kích nước này và các đồng minh đã chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu do đòn tập kích của Nga nhằm vào các tỉnh miền Tây Ukraine giáp biên giới với Ba Lan. Phản ứng trước cuộc tấn công của Nga, ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine tuyên bố mong muốn phá hủy ngành năng lượng của chúng ta sẽ khiến người Nga phải trả giá đắt cho cơ sở hạ tầng của họ. Trước đó, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cảnh báo Tổng thống Putin đã quyết định phương thức đáp trả chiến dịch tấn công của Ukraine vào Kursk, và đó sẽ là một sự trừng phạt nghiêm khắc vì những gì diễn ra ở Kursk. Đại sứ quán Mỹ cũng đã đồng loạt đưa ra cảnh báo trước đó về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công cả ngày lẫn đêm của Nga trên khắp lãnh thổ Ukraine trong những ngày tới. Thời gian qua, lực lượng Ukraine bất ngờ tấn công xuyên biên giới vào vùng Kursk của Nga. Kiev nói mục tiêu của họ nhằm tạo ra một vùng đệm giữa lãnh thổ Ukraine và Nga thông qua cuộc tấn công này. Ukraine cũng tính toán rằng hành động táo bạo này sẽ giúp giảm bớt áp lực cho lực lượng của họ ở những nơi khác trên tiền tuyến và củng cố vị thế của Kiev trong các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow ở tương lai. Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Litva Ingrida Simonai và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết chiến dịch đột kích vùng Kursk phức tạp nhưng đã giúp Ukraine giải quyết một số vấn đề. Nhiệm vụ của lực lượng phòng vệ Ukraine là thực hiện một cuộc tấn công phòng ngừa nhằm ngăn chặn sự bao vây của các đơn vị Nga với vùng biên giới Sumy của nước này, giáp vùng Kursk, cũng như ngăn chặn kế hoạch thâu tóm kiểm soát thành phố thủ phủ Sumy. Giới chức Ukraine trước đó cho hay, động thái cũng nhằm tạo ra một vùng đệm để bảo vệ dân thường trước những cuộc pháo kích của đối phương. Ngoài ra, ông Zelensky nhấn mạnh, chiến dịch đột kích còn nhằm mục tiêu khiến chính quyền Tổng thống Nga Vladimir Putin buộc phải lựa chọn giữa việc giành quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ của nước láng giềng hay bảo vệ người dân của đất nước mình. Bên cạnh đó, thành công của Ukraine trong cuộc tiến công tại tỉnh Kursk cũng đang tạo áp lực mới lên Mỹ để dỡ bỏ giới hạn về việc sử dụng vũ khí tầm xa trong lãnh thổ Nga. Phía Mỹ nhấn mạnh rằng Ukraine có đủ sức mạnh để giành chiến thắng, trong khi Kiev yêu cầu được tự do hơn trong việc sử dụng vũ khí và tự tin rằng họ có thể có được điều đó. Một cố vấn cấp cao của Kiev nói, có một số dấu hiệu cho thấy ông Biden có thể muốn làm điều gì đó lớn về Ukraine, có thể là dỡ bỏ một số giới hạn trước cuộc bầu cử mà hiện ông ấy không còn tham gia. Không có gì đảm bảo, nhưng chúng tôi đang nghe thấy rằng ông ấy đang cân nhắc về việc đó. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định cách ứng phó với cuộc xâm nhập của Ukraine và khu vực Kursk của Nga. Thông tin trên được Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói với hãng tin TASS rằng tôi nói thật là Tổng thống Putin đã ra quyết định. Tôi tin chắc rằng tất cả sẽ bị trừng phạt thích đáng vì những gì đã xảy ra ở vùng Kursk. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra theo ba cách khác nhau tại ba mặt trận riêng biệt, phía Bắc, phía Đông và phía Nam Ukraine. Giao tranh vẫn diễn ra ác liệt dọc tiền tuyến trải dài hơn 1.000 km. Ở mặt trận phía Bắc, Ukraine tuyên bố đã phá hủy cây cầu thứ ba và cũng là cây cầu cố định cuối cùng bắc qua sông Seim ở khu vực Kursk của Nga. Việc phá hủy các cây cầu được tin là một phần chiến lược của Ukraine nhằm cắt đứt tuyến đường vận chuyển chính mà Nga có thể sử dụng để gửi quân tiếp viện vào Kursk, cũng như gây mất ổn định cho khả năng kháng cự của Moscow. Điều này cũng cho thấy Kiev muốn thực thi chiến lược phòng thủ thay vì tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Trong bài phát biểu hàng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đang cố gắng khiến Nga phải tránh xa khu vực biên giới mà họ đã sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine. Sau những bước tiến chớp nhoáng trong vài ngày đầu của cuộc xâm nhập, lực lượng Ukraine tại Kursk đã giảm cường độ hoạt động trong những ngày gần đây. Đến nay, Ukraine nói rằng đã kiểm soát được 93 khu định cư, đồng thời nói rằng đã bắt hàng trăm lính Nga. Mục tiêu thứ nhất của Ukraine trong cuộc tấn công vào Kursk là tạo ra vùng đệm, có thể xem là tạm thời đạt được Tuy nhiên, mục tiêu thứ hai kéo lực lượng Nga ra khỏi tiền tuyến ở miền đông Ukraine thì chưa rõ. Đến nay vẫn chưa có bằng chứng nào về việc Nga điều quân từ tiền tuyến về Kursk. Các quan chức Nga cho biết quân tiếp viện đang trên đường đến Kursk, nhưng các nhà quan sát cho rằng Moscow dường như đang rút quân từ các khu vực khác, không phải từ chiến trường Ukraine, để triển khai đến Kursk. Miền đông Ukraine vẫn là mặt trận chính. Nga tuyên bố đã chiếm được thị trấn Artemovo và hiện chỉ còn cách thành phố Pokrovsk chưa đầy 10 km. Ukraine đang tìm mọi cách để giữ vững vị trí và ngăn Nga tiến vào trung tâm thành phố. Trong suốt cuộc xung đột, Ukraine đã thiếu hụt nghiêm trọng binh sĩ và vũ khí ở mặt trận phía đông. Bằng cách đưa hàng nghìn quân xâm nhập lãnh thổ Nga, Ukraine có thể phải dàn mỏng lực lượng và dễ bị tấn công hơn ở những khu vực mà họ đang phải gồng mình ngăn chặn bước tiến của Nga. Mỹ và châu Âu đang nỗ lực tiếp tế vũ khí cho Kiev, nhưng tiến độ vẫn còn chậm. Tại mặt trận phía Nam, giới phân tích cho rằng một trong những bước tiến lớn nhất của Ukraine trong năm qua là đẩy lùi hải quân Nga ở Biển Đen và thiết lập một hành lang vận chuyển mới để nước này có thể xuất khẩu ngũ cốc và các sản phẩm nông nghiệp khác ra thị trường thế giới. Nga đã giành quyền kiểm soát nhiều khu vực ở Biển Đen và ngăn chặn việc xuất khẩu của Ukraine sau khi phát động hoạt động quân sự vào năm 2022. Tuy nhiên, các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Ukraine đã buộc Nga di rời hầu hết tàu chiến chủ lực từ căn cứ chính của hạm đội Biển Đen ở Sevastopol đến vùng Novorossiysk và biển Azov. Ngoài việc buộc hạm đội Nga phải rút lui, các cuộc tấn công của Ukraine vào Crimea cũng làm suy yếu đáng kể mạng lưới hậu cần, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp tế cho quân đội Nga ở miền nam Ukraine. Gần đây, Ukraine thông báo rằng đã có 2.300 tàu chở hàng sử dụng hành lang mới. Tính trung bình, hơn 6 con tàu đi qua hành lang này mỗi ngày. Ukraine cũng cho biết họ đang tiến gần đến mức xuất khẩu lúa mì và các sản phẩm nông nghiệp khác như ở thời kỳ trước xung đột, với mức khoảng 5 triệu tấn mỗi tháng. Bộ Quốc phòng Nga gần đây đã báo cáo một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Kursk. Năm ngoái, Ukraine cũng từng tấn công cơ sở này bằng máy bay không người lái. Tháng 7 năm 2023, tổ số 4 của nhà máy điện hạt nhân Kursk hoàn toàn bị ngắt kết nối khỏi lưới điện sau khi một chiếc máy bay không người lái kamikaze của Ukraine mang theo chất nổ rơi xuống gần đó. Vậy Ukraine có thể được lợi gì khi tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk? Đã có nhiều ý kiến nhận xét về chiến dịch tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk, nhưng có vẻ họ không thấy rõ mục đích quân sự cụ thể nào của Kiev. Phân tích hợp lý nhất về mục tiêu của Ukraine khi tấn công hai nhà máy này là gieo rắc sự hoảng loạn ở cả Nga và châu Âu. Biết rằng cuối cùng Ukraine không thể thành công trước một quân đội Nga lớn hơn và được trang bị tốt hơn, việc gây bất ổn cho Moscow có vẻ trở thành cách giải quyết tạm thời cho cuộc xung đột sớm hay muộn cũng sẽ kết thúc theo cách bất lợi cho Kiev. Cách giải thích thứ hai là những hành động này diễn ra để lôi kéo NATO đến giải cứu Ukraine. Một thảm họa hạt nhân có thể khiến châu Âu kêu gọi can thiệp quân sự vào Ukraine và giúp thuyết phục được Mỹ đưa lực lượng không quân tinh nhuệ vào cuộc xung đột. Theo hãng thông tấn TASS, tại một cuộc họp báo, ông Stefan Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết nhà máy điện hạt nhân Kursk ở thành phố Kurchatov, tỉnh Kursk, nước Nga và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở thành phố Energoda, tỉnh Zaporizhia của Ukraine đều nằm trong khu vực xung đột. Ông Dujarric nhấn mạnh Liên Hợp Quốc coi tình hình xung quanh các nhà máy điện hạt nhân Kursk và Zaporizhia là vô cùng đáng lo ngại. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã chỉ trích Ukraine đang nhắm vào nhà máy điện hạt nhân Kursk. Tham dự cuộc họp này có các thành viên chính phủ và lãnh đạo 3 tỉnh giáp biên giới với Ukraine gồm Belgorod, Bryansk và Kursk. Ông Putin cũng nêu rõ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã được thông báo về tình hình và hứa sẽ cử các chuyên gia đến thị sát nhà máy điện hạt nhân Kursk. Hồi đầu tháng 8, IAEA cũng đã cảnh báo tình hình an ninh hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đang xấu đi sau khi có thông tin rằng một UAV tấn công vào con đường gần cơ sở này. Trước tình hình căng thẳng liên quan tới các cơ sở hạt nhân, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi đã kêu gọi kiềm chế tối đa từ mọi phía. Ông Grossi cảnh báo các nhà máy điện hạt nhân được thiết kế để có khả năng chống chịu với các sự cố kỹ thuật hoặc do con người và các sự kiện bên ngoài, bao gồm cả các sự kiện thời tiết cực đoan gây ra, nhưng chúng không được xây dựng để chịu được một cuộc tấn công quân sự trực tiếp. Mỹ đã cung cấp một số tên lửa đạn đạo tầm xa cho Ukraine vào đầu năm nay, nhưng Kiev chỉ được phép sử dụng chúng trong lãnh thổ Ukraine và Crimea chứ không được sử dụng trên lãnh thổ Nga. Một quan chức an ninh quốc gia giấu tên trong chính quyền Tổng thống Biden gần đây nhận định với Politico rằng các cuộc tấn công bằng ATACMS nhằm vào các mục tiêu ở Nga sẽ không đạt được hiệu quả như Kiev kỳ vọng, bởi Moscow đã tái triển khai các máy bay chiến đấu từ các căn cứ không quân Nga gần Ukraine. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Washington đã phản đối điều này trong đánh giá gần đây khi công bố các hình ảnh vệ tinh và bản đồ cho thấy 250 mục tiêu vẫn nằm trong tầm bắn của tên lửa ATACMS mà Ukraine được cung cấp. Các hình ảnh trên cho thấy những mục tiêu này bao gồm các căn cứ quân sự lớn, các trạm liên lạc, trung tâm hậu cần, các cơ sở sửa chữa, kho nhiên liệu, kho đạn dược và các sở chỉ huy thường trực. ISW cho biết sẽ cực kỳ khó khăn, nếu không muốn nói là bất khả thi, để Nga tái triển khai nhanh chóng các tài sản khỏi những cơ sở trên. Các nhà nghiên cứu nhận định chỉ 17 trong số 250 mục tiêu này là các sân bay và quân đội Nga khó có thể tái triển khai các tài sản khỏi tất cả 233 mục tiêu còn lại, như cách nước này làm với các phương tiện trên không. Ukraine đã được Mỹ cho phép sử dụng các hệ thống pháo phản lực HIMARS nhắm vào các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga, nhưng có tầm bắn ngắn hơn. Hồi tháng 7 năm 2024, Lầu Năm Góc đã ban hành cảnh báo phản đối xung đột lan rộng bên ngoài biên giới Ukraine. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Pat Ryder cho hay, "Chúng tôi không muốn thấy những hậu quả không mong muốn. Sự gia tăng căng thẳng có thể biến cuộc xung đột này thành một cuộc giao tranh lớn hơn vượt ngoài biên giới Ukraine." Thông báo trên được đưa ra sau khi chính phủ Mỹ quyết định nới lỏng lệnh cấm các vũ khí và trang thiết bị được sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Nga hồi tháng 5, sau các cuộc tấn công của Moscow vào Kharkov, nhưng việc nới lỏng hạn chế không áp dụng với tên lửa ATACMS. Đầu tháng 8, Ukraine tiến hành cuộc đột kích bất ngờ vào khu vực Kursk của Nga, giáp biên giới với khu vực Sumy, 92 khu dân cư của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết như vậy. Lệnh trừng phạt chống Nga sẽ được Mỹ mở rộng đáng kể sang cả những đối tác mới của Moscow. Các quan chức chính quyền Mỹ đang cảnh báo những quốc gia giao dịch với Nga về nguy cơ trở thành đối tượng hứng chịu các lệnh trừng phạt tiếp theo. Theo thông báo, lệnh trừng phạt thứ cấp từ Mỹ sẽ được đưa ra nếu một quốc gia nào đó cho phép các ngân hàng Nga mở chi nhánh tại địa phương để cấp vốn cho các công ty của Moscow. Động thái trên của Bộ Tài chính Mỹ nhằm mục đích chấm dứt các lối tắt mà Nga sử dụng để tránh lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt. Đặc biệt, tờ Financial Times FT nói rõ bước đi mới nhất nhằm ngăn chặn những cách thức ẩn giấu để thanh toán cho những hàng hóa lưỡng dụng có thể sử dụng cho việc chế tạo vũ khí công nghệ cao. Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, ông Wally Adeyemo phát biểu trên tờ FT rằng Washington đã sẵn sàng cấm vận bất kỳ quốc gia nào cho phép ngân hàng Nga mở chi nhánh để lách các lệnh trừng phạt của phương Tây, ngay cả khi bản thân tổ chức tín dụng đó không bị trừng phạt. Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt toàn diện đối với gần 400 cá nhân và 60 công ty liên quan đến kế hoạch quân sự của Nga tại Ukraine. Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Wally Adeyemo nêu rõ, Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục thực hiện các cam kết do Tổng thống Joe Biden và những người đồng cấp của ông tại nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đưa ra nhằm phá vỡ chuỗi cung ứng cơ sở công nghiệp, quốc phòng và các kênh thanh toán của Nga. Lệnh trừng phạt được mở rộng sang các cá nhân và thực thể ở châu Á, châu Âu và Trung Đông. Theo đó, Mỹ đã nhắm mục tiêu vào các mạng lưới xuyên quốc gia được cho là tham gia hoạt động mua sắm đạn dược và các vật tư khác cho Nga hoặc hỗ trợ các nhà tài phiệt Nga lách các lệnh trừng phạt. Thứ trưởng Tài chính Mỹ Wally Adeyemo cho biết các công ty, tổ chức tài chính và chính phủ khắp thế giới cần đảm bảo rằng họ không ủng hộ chuỗi cung ứng công nghiệp quân sự của Nga. Bộ Tài chính Mỹ cho biết có khoảng 10 mạng lưới riêng biệt gồm hơn 100 cá nhân và tổ chức ở 16 khu vực pháp lý, gồm cả Trung Quốc, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bị cáo buộc có quan hệ với ngành công nghiệp quân sự Nga. Theo nhận xét từ các chuyên gia kinh tế quốc tế, đây là biện pháp mới nhất do Mỹ ban hành trong một loạt thay đổi về quy tắc nhằm ngăn chặn việc nhập khẩu hàng hóa quân sự nhạy cảm của Nga. Bước đi nói trên khiến nhiều ngân hàng thương mại trên toàn thế giới cần phải đặc biệt cảnh giác khi tham gia tài trợ vốn cho những hoạt động thương mại đáng ngờ. Thứ trưởng Tài chính Adeyemo nói thêm, chính quyền Mỹ đang chuyển trọng tâm chú ý sang các ngân hàng nhỏ hơn trên khắp thế giới để sẵn sàng có những động thái kịp thời. Ông Pavel Durov, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành, CEO của ứng dụng nhắn tin Telegram, bị giới chức Pháp bắt giam sau khi máy bay riêng của ông hạ cánh xuống sân bay Le Bourget cách đây ít hôm. Truyền thông Pháp cho biết, CEO Telegram bị bắt để phục vụ cuộc điều tra về vai trò của ứng dụng này trước tình trạng nội dung nhạy cảm phát tán, cũng như về việc Telegram từ chối hợp tác với cơ quan chức năng để ngăn chặn tội phạm. Tuy nhiên, giới chức Pháp đến nay chưa công bố bất cứ cáo buộc chính thức nào đối với ông Durov, cũng như lời giải thích cho hành động bắt ông, khiến giới quan sát cho rằng sự việc có thể ẩn chứa động cơ sâu xa hơn. Telegram là một trong những nền tảng xã hội lớn nhất thế giới với gần 1 tỷ người sử dụng. Nền tảng này cung cấp mã hóa đầu cuối, bảo vệ dữ liệu khỏi bị chặn một cách hiệu quả và tập trung mạnh vào quyền riêng tư. Từ năm 2014 đến năm 2021, Telegram bị ngày càng nhiều nước giám sát vì đây là nền tảng được nhiều nhóm sử dụng để tổ chức biểu tình và chia sẻ nội dung cực đoan. Tuy vậy, ông Durov tiếp tục từ chối kiểm duyệt và xây dựng hình ảnh mình là người ủng hộ mạnh mẽ quyền tự do ngôn luận. Năm 2022, khi Nga mở kế hoạch quân sự tại Ukraine, Telegram trở thành nền tảng mạng xã hội chính mà cả Nga và Ukraine dùng để đăng nội dung về cuộc xung đột và tình hình chính trị liên quan. Nó cũng trở thành ứng dụng có vai trò xương sống trong hoạt động liên lạc của quân đội Nga trên tiền tuyến ở Ukraine, cũng như trong việc trao đổi thông tin ở hậu phương do cơ chế mã hóa giúp họ đảm bảo được thông tin mật mà không lo bị đối phương gây nhiễu hay can thiệp như các biện pháp liên lạc vô tuyến truyền thống. Tình báo Nga cũng được cho là đã sử dụng các kênh Telegram để tuyển mộ đặc vụ ở châu Âu nhằm mục đích gieo rắc bất ổn tại đây. Theo tờ báo Mỹ Wall Street Journal, giới chức Pháp cho biết nước này đã trở thành mục tiêu của một số chiến dịch phá hoại từ Nga trong những tháng gần đây, nhưng Moscow bác bỏ. Bình luận viên Matthew Danton và Ann Simpson của Wall Street Journal nhận định điều này khiến ông Durov trở thành kho báu đối với các cơ quan tình báo phương Tây đang tìm cách giải mã thông tin liên lạc được mã hóa của Telegram. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 4, ông Durov nói rằng ông bị các cơ quan thực thi pháp luật để ý bất cứ khi nào đến Mỹ. Nhà sáng lập Telegram cáo buộc tình báo Mỹ cố gắng tuyển dụng một trong những nhân viên của ông để thiết lập cửa sau trong ứng dụng, cho phép họ theo dõi người dùng Telegram. Sự hoảng loạn đang bao trùm các kênh Telegram ủng hộ Nga sau khi ông Durov bị bắt. Họ cho rằng động thái này là một phần trong cuộc chiến chống Moscow của Mỹ và đồng minh. Ông Rob Lee, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại có trụ sở ở Mỹ, dẫn lời một tài khoản Nga nổi tiếng cho biết tình báo phương Tây có thể sẽ thu được thông tin nhạy cảm về quân đội nước này nếu được trao quyền truy cập vào dữ liệu của Telegram. Philippines mới đây cáo buộc các tàu hải cảnh Trung Quốc đâm và phun vòi rồng vào tàu tiếp tế của họ ở Biển Đông. Chính phủ Philippines nêu chi tiết về vụ việc xảy ra gần bãi Sabine như sau. Các tàu hải cảnh Trung Quốc đã thực hiện những hoạt động nguy hiểm gần tàu của Cục Nghề Cá và Nguồn Lợi Thủy sản Philippines, BFAR, dẫn đến hỏng động cơ của tàu này. Theo AFP, Philippines cáo buộc các tàu Trung Quốc lúc đó chặn tàu của Manila đang đi tiếp tế cho ngư dân Philippines ở Biển Đông. Họ nói những hành động nguy hiểm của tàu hải cảnh Trung Quốc bao gồm đâm vào tàu Philippines và phun vòi rồng. Lực lượng đặc nhiệm quốc gia phụ trách biển Tây Philippines, cách Manila gọi Biển Đông, nói tàu của BFAR đã bị tàu hải quân và tàu hải cảnh của Trung Quốc nhắm mục tiêu, cố bao vây và ngăn chặn sứ mệnh nhân đạo. Theo lực lượng này, có ít nhất 8 tàu hải cảnh Trung Quốc đã bám theo sát tàu BFAR. Đài ABS-CBN News của Philippines còn đăng ảnh cận cảnh cho thấy tàu hải cảnh Trung Quốc bắn vòi rồng vào tàu của BFAR gần bãi Sabine. Trong khi đó, hải cảnh Trung Quốc tuyên bố họ đã thực hiện các biện pháp kiểm soát đối với tàu Philippines. Họ cáo buộc tàu Philippines đã xâm nhập trái phép vào vùng biển gần bãi Sabine và nhiều lần tiếp cận các tàu của Trung Quốc một cách nguy hiểm. Người phát ngôn hải cảnh Trung Quốc Cam Vũ nói rằng vụ va chạm xảy ra khi tàu của Philippines từ chối tuân thủ các biện pháp kiểm soát gần bãi Sabine. Vị này nói, Trung Quốc cảnh báo Philippines phải ngay lập tức chấm dứt các hành động xâm phạm. Nếu không, Philippines sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả phát sinh từ tình huống này. Trước đó, vào hôm 24 tháng 8, chính phủ Philippines đã cáo buộc chiến đấu cơ Trung Quốc đã bắn pháo sáng vào một máy bay Philippines đang bay tuần tra trên Biển Đông trong tháng này. Lực lượng chuyên trách quốc gia về biển Tây Philippines nói rằng một máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã tham gia những cuộc diễn tập vô trách nhiệm và nguy hiểm khi máy bay của Cục Thủy sản và Tài nguyên nước Philippines VFAR thực hiện chuyến bay nhận thức về vùng biển gần bãi cạn Scarborough Theo lực lượng chuyên trách quốc gia về biển Tây Philippines, hành vi quấy rối vô cớ của Trung Quốc bao gồm triển khai pháo sáng nhiều lần nhắm vào máy bay BF-AR Grand Caravan ở khoảng cách gần một cách nguy hiểm là khoảng 15 mét. Ngày 26 tháng 8, quân đội Trung Quốc thông báo việc tổ chức các đơn vị quân đội và tuần tra chung giữa lực lượng trên không và mặt đất gần biên giới Myanmar để duy trì an ninh và ổn định, trong bối cảnh giao tranh gia tăng giữa chính quyền quân sự Myanmar và các nhóm nổi dậy. Trong một thông cáo, quân đội Trung Quốc cho biết hoạt động tuần tra sẽ tập trung ở thành phố Thụy Lệ và huyện Trấn Khang thuộc tỉnh Vân Nam. Thông cáo cho biết thêm, Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của quân đội Trung Quốc cũng thực hiện việc kiểm tra năng lực sẵn sàng di chuyển, ngăn chặn và kiểm soát nhanh chóng phối hợp tấn công, duy trì an ninh và ổn định ở các khu vực biên giới. Ngoài ra, Trung Quốc cho biết nước này đã lên kế hoạch tổ chức nhiều cuộc diễn tập hơn gần biên giới Myanmar trong bối cảnh giao tranh giữa chính quyền quân sự Myanmar và các lực lượng nổi dậy đã làm bị thương dân thường và phá hủy các công trình trên lãnh thổ Trung Quốc. Trung Quốc nhấn mạnh cuộc xung đột ở Myanmar đang có tác động tiêu cực đến sự ổn định và trật tự xã hội ở biên giới hai nước. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gần đây khẳng định nước này sẽ tiếp tục cam kết khôi phục hòa bình và ổn định ở Myanmar. Trong khi đó, hàng chục ngàn người tị nạn Rohingya sống trong các trại tị nạn Bangladesh kêu gọi chấm dứt bạo lực và cho phép họ trở về Myanmar an toàn. Hơn 1 triệu người Rohingya vẫn sống trong các trại tị nạn ở miền nam Bangladesh và chưa nhìn thấy cơ hội nào để trở về Myanmar, nơi họ bị từ chối quyền công dân và các quyền khác. Hàng ngàn người nữa đã chạy khỏi bang Rakhine của Myanmar trong vài tuần qua khi giao tranh gia tăng giữa quân chính quyền và quân đội Arakan. Kênh CNN dẫn tiết lộ từ một cố vấn cho chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết lịch trình sắp tới của cựu Tổng thống Mỹ sẽ điều chỉnh so với trước đây. Dự kiến từ giờ đến ngày 5 tháng 11, ông Trump sẽ tổ chức một số buổi vận động tranh cử vào mỗi tuần, nếu không muốn nói là hàng ngày. Sự tăng tốc trên diễn ra khi cựu Tổng thống 78 tuổi đồng thời chuẩn bị cho cuộc tranh luận ngày 10 tháng 9 tới với Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Ông Trump được cho là đang âm thầm thảo luận chính sách với các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa, các chuyên gia chính sách cùng các đồng minh khác nhằm nghiên cứu đối thủ và điều chỉnh thông điệp tranh cử trong bối cảnh mới. Thậm chí, một số nguồn tin tiết lộ, cựu nghị sĩ Đảng Dân Chủ Tulsi Gabbard đã hỗ trợ ông Trump ở hậu trường. Là một trong những người từng tranh luận trực tiếp với bà Harris tại vòng bầu cử Tổng thống sơ bộ của Đảng Dân Chủ năm 2020, bà Gabbard được tin tưởng có thể nắm được điểm yếu trong phong cách tranh luận của Phó Tổng thống Mỹ. Sau nhiều lần thảo luận, gần đây, ông Trump và bà Harris đã đồng ý tổ chức cuộc tranh luận vào ngày 10 tháng 9. Như đội ngũ của ông Trump và ông Biden sắp xếp trước đó, đài ABC là cơ quan truyền thông tổ chức cuộc tranh luận này. ABC thông báo cuộc tranh luận sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hiến pháp Quốc gia ở thành phố Philadelphia thuộc bang Pennsylvania, nước Mỹ. Trong cuộc thăm dò những cử tri đã đăng ký trên toàn quốc được trường luật Marquette công bố vào tháng 8, bà Harris dẫn trước ông Trump 4%. Cuộc tranh luận sắp tới có thể là cơ hội để ông Trump thể hiện và thu hút sự ủng hộ đang nghiêng về bà Harris. Theo tiết lộ của một số cố vấn cấp cao, chiến dịch tranh cử của ông Trump hiện xem giai đoạn sau Đại hội toàn quốc của Đảng Dân Chủ là cuộc chạy nước rút toàn diện đến tháng 11. Trước mắt, ông Trump sẽ tập trung vào các bang chiến địa như Bắc Carolina hay Pennsylvania, những nơi việc bỏ phiếu sớm và qua thư được tiến hành sớm nhất, cũng như các bang vốn ngả hẳn về một phía như Minnesota hay Florida. Giống như những gì đã làm trong tuần qua, cựu Tổng thống Trump dự kiến tổ chức các sự kiện nhỏ bên cạnh những buổi meeting lớn. Những sự kiện sẽ tập trung làm rõ một số điểm trong các chính sách của ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, các nỗ lực trên không phải không có hạn chế. Những người hiểu rõ nhất về cựu Tổng thống Mỹ từ lâu thừa nhận khuynh hướng bất tuân kịch bản và tính khí thất thường của ông Trump là khó thay đổi. Đối với ứng cử viên Harris, những tuần tới áp lực sẽ ngày càng tăng trong việc trình bày chi tiết hơn các kế hoạch của bà nhằm giải quyết những vấn đề lớn nhất mà đất nước đang phải đối mặt, bao gồm nhập cư, biến đổi khí hậu, bạo lực súng đạn và tội phạm. Bà chắc chắn sẽ được yêu cầu nêu rõ học thuyết chính sách đối ngoại và nêu chi tiết hơn về cách bà có thể xử lý một loạt các điểm nóng nước ngoài. Hiện tại, nhóm của bà dường như không vội vàng đưa ra các báo cáo chính sách hoặc lên lịch trình xuất hiện chính sách. Cục diện căng thẳng tại khu vực Trung Đông tiếp tục bị đẩy lên cao khi hai quốc gia đối địch với tiềm lực quân sự hùng hậu là Israel và Iran không ngừng đưa ra những lời đe dọa cứng rắn nhằm vào nhau. Theo truyền thông Iran, Ngoại trưởng nước này Abbas Araghchi vừa tái khẳng định quyền đáp trả của Iran với vụ Israel ám sát thủ lĩnh chính trị của lực lượng Hamas tại thủ đô Tehran hồi cuối tháng 7 vừa qua. Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani, Ngoại trưởng Iran nêu rõ nước này sẽ tiến hành đòn giáng trả được tính toán cẩn trọng và chính xác nhằm vào Israel. Ông Araghchi tuyên bố Iran không tìm cách gia tăng căng thẳng nhưng cũng không sợ hãi kịch bản này. Trước đó, trong các cuộc điện đàm với một số người đồng cấp châu Âu những ngày qua, tân Ngoại trưởng Iran Araghchi cũng liên tục khẳng định quyền đáp trả của nước này đối với vụ ám sát thủ lĩnh tối cao lực lượng Hamas, ông Ismail Haniyeh tại thủ đô Tehran. Iran cáo buộc vụ ám sát do Israel tiến hành. Về phần mình, dù không bác bỏ hay xác nhận vai trò trong vụ ám sát, giới chức Israel nhiều lần khẳng định sẵn sàng cho mọi kịch bản trả đũa từ Iran và các đồng minh. Mới nhất, truyền thông Israel cho biết các lực lượng vũ trang nước này vừa tiến hành cuộc diễn tập quy mô lớn với kịch bản giả định về cuộc tấn công ồ ạt do Iran và lực lượng Hezbollah thực hiện vào khu vực biên giới phía Bắc và phía Nam Israel. Trong khi hơn 3 tuần qua, Iran và các lực lượng ủy nhiệm ở Trung Đông đã nhiều lần đe dọa sẽ giáng đòn mạnh mẽ vào Israel để đáp trả vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh cũng như chỉ huy quân sự Hezbollah Fuad Shukr ở Liban. Nhưng điều đáng chú ý là ngay cả các quan chức có liên hệ với Iran và Liban cũng không biết Tehran và các nhóm vũ trang trong trục kháng chiến có thể thực hiện cuộc trả đũa nghiêm trọng như thế nào. Truyền thông Iran dẫn lời Ali Fatvi, phó chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC, rằng các mệnh lệnh của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei liên quan tới trừng phạt Israel là rõ ràng và minh bạch. Nhấn mạnh, chúng sẽ được thực hiện theo cách tốt nhất có thể, nhưng không nêu cụ thể. Bên cạnh những lời đe dọa mập mờ, cũng có những dấu hiệu cho thấy Iran đang trì hoãn viễn cảnh xung đột lớn hơn. Một nhà ngoại giao giấu tên cho biết, ông tin Hezbollah và Iran đã mắc kẹt trong lời thề trả đũa của chính họ. Một số cho rằng thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng ở Gaza là lối thoát tốt nhất cho căng thẳng hiện tại. Trong khi các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza đang chững lại, Qatar vẫn tiếp tục làm trung gian cho các bên trong những cuộc xung đột toàn cầu khác. Các quan chức từ Nga và Ukraine đã không gặp gỡ ngay từ khi cuộc xung đột giữa hai nước nổ ra. Tuy nhiên, vào cuối tuần trước, tin tức về các cuộc đàm phán khả thi do quốc gia Trung Đông Qatar làm trung gian đã xuất hiện. Theo Washington Post, cơ quan truyền thông đầu tiên đưa tin về chủ đề trên, nhận định cuộc đàm phán có thể tạo ra lệnh ngừng bắn một phần và từ đó mang lại thỏa thuận đình chiến cho cả hai quốc gia. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã bị hủy bỏ vì quân đội Ukraine tấn công vào tỉnh Kursk của Nga. Nhưng tin tức về tiềm năng đàm phán giữa Moscow và Kiev cũng có thể được xem là một chiến thắng khác cho quốc gia vùng vịnh nhỏ bé nhưng giàu khí đốt Qatar. Với Qatar, các mối quan hệ chính là chìa khóa. Nước này nổi tiếng với mạng lưới liên lạc rộng lớn, đa dạng. Kể từ năm 2001, Qatar đã cho Mỹ đóng quân tại căn cứ không quân Al-Udeid, hiện là căn cứ lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông với khoảng 10.000 quân. Theo chuyên gia về các quốc gia vùng vịnh tại Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu, Cinzia Bianco, Qatar chắc chắn được hưởng lợi từ điều này vì chính phủ các nước phương Tây và cả phương Đông ở một mức độ nào đó cho rằng Doha là người bạn hữu ích. Qatar còn có khả năng đồng cảm với các bên, trong khi hợp tác chặt chẽ với Mỹ, Doha vẫn khéo léo với các tổ chức Hồi giáo trong khu vực. Nhận định đây là một phần của các phong trào chính trị phổ biến, điều không thể xóa bỏ hoặc né tránh. Các thành viên Taliban từng cho biết họ cảm thấy thoải mái hơn ở Qatar, quốc gia mà họ tin là thấu hiểu tất cả các bên. Cũng theo chuyên gia Bianco, các nhà đàm phán Qatar không nhất thiết phải có kỹ năng đặc biệt dù được đào tạo cho công việc này. Bà không cho rằng họ giỏi hơn các nhà ngoại giao của các chính phủ khác, bao gồm cả ở châu Âu. Điểm mạnh của các nhà đàm phán Qatar, theo chuyên gia Bianco, là thái độ cố gắng trung lập nhất có thể. Đối với Doha, việc đóng vai trò hòa giải là vô cùng quan trọng. Và điều đó có nghĩa là Doha đặt vai trò này lên trên mọi thứ khác, kể cả chính trị nội bộ và khu vực. Ngoài ra, cũng theo bà Bianco, điều này liên quan tới sự giàu có của Qatar, bởi các nguồn lực của nước này cho phép họ tiếp đón các bên liên quan và giải quyết nhiều cuộc khủng hoảng cùng một lúc. Tuy nhiên, việc trở thành nhà đàm phán của thế giới không hề đơn giản. Các cuộc đàm phán Hamas-Israel hiện tại mà Doha tham gia là một trong những cuộc giao dịch có rủi ro cao nhất mà nước này từng thực hiện. Ở một số thời điểm, các chính trị gia Israel cáo buộc Qatar đang tài trợ cho Hamas. Trong khi đó, các chính trị gia Mỹ đã kêu gọi đánh giá lại mối quan hệ với Qatar nếu Doha không gây thêm áp lực lên Hamas. Các chuyên gia nhận định rằng thế giới cần Qatar đảm nhiệm vai trò trung gian vào thời điểm này. Trả lời DW, ông Rabi El Haddad, Giám đốc Bộ phận Ngoại giao Đa Phương tại Viện Đào tạo và Nghiên cứu Liên Hợp Quốc ở Thụy Sĩ đánh giá rằng nhân loại trong quá khứ đã phải trả giá đắt vì không ngồi lại và nói chuyện với nhau trong suốt hai cuộc chiến tranh thế giới. Chuyên gia Rabi Enhaddad nhấn mạnh, ngày nay chúng ta cần các nhà trung gian tạo điều kiện cho những bên đang xung đột nói chuyện với nhau và giải quyết bất đồng thông qua đàm phán, ngoại giao và theo luật pháp quốc tế. Cây bút Julian Barker của tờ Guardian nước Anh mới đây nhận định nếu Israel và Hezbollah muốn xung đột toàn diện thì điều đó đã xảy ra từ lâu rồi và hiện nay vẫn chưa phải là thời điểm. Cuộc giao tranh dữ dội qua biên giới Israel-Liban vừa qua một lần nữa đưa Israel và Hezbollah tiến sát nguy cơ này, nhưng một lần nữa họ đã dừng lại và rút lui. Về mặt đạn dược đã sử dụng, đây là cuộc đọ hỏa lực lớn nhất trong nhiều tháng. 100 chiến đấu cơ của Israel xuất kích và trong hơn 7 tiếng đồng hồ đã tấn công trên 40 địa điểm tại Liban. Hezbollah cũng phóng 320 rocket và nhiều thiết bị bay không người lái đến Israel. Tuy nhiên, chỉ dẫn đến một số trường hợp bị thương. Sau khi đọ hỏa lực với Israel, lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah đã phát biểu trên truyền hình cho thấy thông điệp rõ ràng từ Hezbollah rằng việc trả đũa liên quan đến vụ ám sát chỉ huy quân sự Fuad Shukr đã kết thúc và đạt được mục đích. Ông Nasrallah thừa nhận cuộc tấn công bị trì hoãn vì một số lý do, bao gồm cả việc chuẩn bị sau khi Israel và Mỹ tăng cường lực lượng. Lãnh đạo Hezbollah Nasrallah cũng nêu bật rằng một trong những lý do chính khiến cuộc tấn công bị trì hoãn là để có thời gian cho các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza thành công. Cả Israel và Hezbollah đều có những lý do để quyết định không tham gia xung đột toàn diện ở thời điểm này. Israel không có đủ sức chịu đựng cho một mặt trận khác khi chưa hoàn thành mục tiêu tiêu diệt hoàn toàn Hamas ở Gaza, trong khi bờ Tây đang ở bờ vực bùng nổ bạo lực rộng hơn. Các chỉ huy của IDF cũng hiểu rằng xung đột trên bộ với Hezbollah có thể khiến Israel phải trả giá đắt về mạng sống người dân. Bên cạnh đó, mặc dù các xe tăng Israel đã được nâng cấp, nhưng chúng vẫn khá yếu thế trước các vụ tấn công du kích. Các lãnh đạo Hezbollah cũng có tài sản về chính trị và kinh tế cần bảo vệ tại Liban. Trong khi đó, xung đột với Israel có thể kéo theo thiệt hại nặng nề. Tuy cả Israel và Hezbollah đều không muốn xung đột ngay bây giờ, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ không xảy ra bởi nguy cơ tính toán sai lầm luôn cao. Giữa tình hình này, Mỹ đang cố gắng hết sức để giảm thiểu rủi ro. Mục tiêu chính của chính quyền Tổng thống Joe Biden kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 là ngăn chặn cuộc chiến ở Gaza trở thành một cuộc xung đột khu vực. Washington đã thúc giục đồng minh kiềm chế, đồng thời điều động bổ sung lực lượng vào Trung Đông để ngăn chặn. Chiến lược trọng tâm là đạt được thỏa thuận con tin để đổi lấy hòa bình ở Gaza, xoa dịu cuộc đối đầu ngày càng tồi tệ ở biên giới phía Bắc của Israel. Các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza vẫn tiếp tục trong tuần này. Đáng chú ý, Hezbollah từng khẳng định sẽ dừng giao tranh ở miền Bắc Israel nếu có lệnh ngừng bắn tại Gaza. Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Hải quân Mỹ, Phó Đô đốc George Wyckoff thừa nhận rằng sứ mệnh của Hải quân nước này không đủ sức ngăn chặn lực lượng Houthi ở Yemen tấn công các tàu thương mại trong khu vực. Trang Insider dẫn lời ông Wyckoff cho biết rằng lực lượng và hỏa lực là chưa đủ để đối phó Houthi. Thay vào đó, Washington và các đồng minh phải đưa ra một biện pháp thay thế để gây áp lực lên lực lượng này. Phát biểu tại một sự kiện do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS của Mỹ tổ chức, ông Wyckoff nhấn mạnh giải pháp sẽ không đến nhờ hệ thống vũ khí mà là cộng đồng quốc tế. Các quan chức cấp cao của Mỹ nhiều lần nói rằng những nỗ lực của Mỹ nhằm mục đích tước đi khả năng tấn công của Houthi. Nhưng tính đến nay, Houthi vẫn tiếp tục phóng tên lửa và UAV vào vùng biển xung quanh. Bên cạnh đó, vị phó đô đốc Mỹ cho rằng khó tìm được cách làm cho Houthi luôn phải đối đầu với nguy cơ. Do đó, điều này khiến Mỹ khó áp dụng chính sách răn đe truyền thống. Giờ đây, ông cho biết ý tưởng là hải quân phải duy trì nguyên trạng để các chính quyền và cộng đồng quốc tế có thể vào cuộc và gây sức ép buộc Houthi ngừng các cuộc tấn công. Ông nhận định đây là vấn đề toàn cầu, toàn bộ thế giới đều bị ảnh hưởng bởi vấn đề này. Ông nói, chúng ta chắc chắn có thể thử với một số tàu chiến, một số thủy thủ và một số người cố gắng hết sức để bảo vệ an ninh hàng hải. Nhưng điều này sẽ đòi hỏi một giải pháp toàn cầu. Càng có nhiều bên tham gia vào hoạt động ngoại giao thì tôi nghĩ chúng ta sẽ càng có nhiều cơ hội thành công. Iran từ lâu đã hỗ trợ vũ khí và tài chính cho Houthi, một trong mạng lưới các nhóm ủy nhiệm của Tehran trên khắp Trung Đông, cùng với Hamas và Hezbollah của Liban. Vũ khí mới từ Iran có thể thay thế những vũ khí mà Houthi đã mất trong hàng loạt vụ tấn công của Mỹ và đồng minh. Tehran không chỉ hỗ trợ Houthi về vũ khí và tiền bạc, các tàu Iran được cho là đã cung cấp cho Houthi thông tin về hoạt động di chuyển của tàu thuyền ở Biển Đỏ. Iran có thể duy trì sự hỗ trợ lâu dài cho lực lượng Houthi. Trong khi đó, các biện pháp trừng phạt nhằm vào Houthi, chẳng hạn như việc Mỹ một lần nữa đưa nhóm này vào danh sách tổ chức khủng bố, dường như không có hiệu quả. Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó đã thừa nhận rằng các cuộc tấn công của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã không ngăn được những vụ tấn công của Houthi ở Biển Đỏ. Theo đài Fox News, mới đây, Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham khuyên Israel nên đe dọa cho nổ tung các nhà máy lọc dầu của Iran nếu những con tin còn lại đang bị Hamas bắt giữ ở dải Gaza không được thả sớm. Ông Graham đã đề xuất như vậy khi xuất hiện trên đài CNN. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa này nói, nếu tôi là nhà nước Israel, tôi sẽ nói với lãnh tụ tối cao Iran là ông Ali Khamenei rằng nếu những con tin này không trở về nhà an toàn và nếu chúng tôi không nhận được thi thể của những người đã ngã xuống, thì chúng tôi sẽ cho nổ tung những nhà máy lọc dầu của các ông. Ông nhấn mạnh, gây áp lực lên Iran là cách duy nhất để giải cứu các con tin ở Gaza. Hồi tháng 5, trong cuộc phỏng vấn với đài NBC News, ông Graham lập luận rằng Hamas phải chịu trách nhiệm về phần lớn thương vong dân sự và kêu gọi Israel tiếp tục chiến đấu cho đến khi đạt được chiến thắng quyết định bằng mọi giá. Ông tuyên bố, khi chúng tôi đối mặt với sự hủy diệt sau Trân Châu Cảng, chiến đấu với quân đội Đức và quân đội Nhật, chúng tôi đã quyết định chấm dứt xung đột bằng cách ném bom Hiroshima, Nagasaki bằng vũ khí hạt nhân. Vì vậy, Israel hãy làm bất cứ điều gì cần làm để tồn tại với tư cách là một quốc gia Do Thái. Mặc dù ông Graham không kêu gọi sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật thực tế ở Gaza, nhưng ông đã đưa ra so sánh gây tranh cãi tương tự trong phiên điều trần khi ví cuộc xung đột Israel-Hamas giống như Hiroshima và Nagasaki. Thời điểm đó, Nhà Trắng đã tạm dừng cung cấp một số loại bom hạng nặng vì sợ Israel có thể sử dụng trong cuộc tấn công thành phố Rafah ở phía nam Gaza. Quyết định này đã khiến những người ủng hộ Israel phẫn nộ. Washington đã thừa nhận những lo ngại rằng lực lượng phòng vệ Israel IDF có thể đã vi phạm luật nhân đạo quốc tế khi sử dụng vũ khí của Mỹ. Tuy nhiên, báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ không chỉ ra bất kỳ hành vi vi phạm cụ thể nào. Ngoại trưởng Antony Blinken thừa nhận rằng Israel đã không có kế hoạch đáng tin cậy nào để đưa dân thường thoát khỏi nguy hiểm. Trước đây, Iran đã thề sẽ dốc lòng vì Hamas. Báo Wall Street Journal của Mỹ cho biết các quan chức an ninh Iran đã hỗ trợ Hamas lên kế hoạch cho cuộc tấn công bất ngờ nhắm vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Tháng 10 năm ngoái, ông Ghazi Hamad, người phát ngôn phong trào Hồi giáo Hamas, cũng xác nhận rằng họ đã nhận được sự hỗ trợ từ đồng minh Iran để thực hiện cuộc tấn công bất ngờ vào Israel lúc đó. Có khoảng 250 con tin bị bắt sang Gaza.